Với xin chào mọi người, mình là người chuyên review những dòng loa nghe nhạc và karaoke. Nhưng mà đối với những dòng loa khó nhằn, nghe nhạc rất hay nhưng mà karaoke rất khó, khó để tìm ra những cái bộ micro để hợp với nó, thì ngày hôm nay là một cái giải pháp để chúng ta có thể hát karaoke hay đối với những cái loa. Đây là một dòng loa ví dụ, loa M6, nghe nhạc rất hay, chơi nhạc cụ cũng hay luôn, nhưng mà mic hát vô hơi chất quốc. Mic có dây hát vô thì không có echo, không có vang, không có nâng tiếng. Chỉ có những người nào giọng rất khỏe thì mới hát được thôi. Còn ngày hôm nay là một cái bộ mixer. Đấy, đây là bộ mixer G4. Đó. Và trên mạng thì người ta giới thiệu là Yamaha. Nhưng mà thật sự đây, nếu mình lột cái tem ra mà người ở trong đây nó ghi Yamaha, nhưng mà mình biết cái này không phải chính hãng của Nhật Bản, nên nó sản xuất nguyên thùng nguyên chiếc tại Trung Quốc. Nguyên bộ mixer G4 này nó bao gồm hai cái micro không dây như thế này. Đấy. Thường nó là đẹp và màu này cũng lạ đó mọi người. Rồi, một bộ này, bộ chuyển đổi, bộ thu, một cái dây sạc. Giá nguyên bộ này là 1.750.000, bảo hành 12 tháng. Và giá này đã bao gồm phí ship tận nhà toàn quốc. Ok. Rồi, cái cách sử dụng của nó như thế nào? Ở đây thì có một cái dây sạc USB như thế này mọi người. Chúng ta sẽ cắm ở đây. Đấy, cái nguồn USB này gọi là nguồn 5V, thì chúng ta có thể cắm vào bất kỳ cái loa karaoke Bluetooth nào đều có cổng USB, chúng ta sẽ cắm vào đấy. Hoặc chúng ta có thể cắm vào cục sạc dự phòng, hoặc chúng ta có thể cắm vào cái cốc sạc điện thoại của ta, ta cắm vào cái nguồn điện thì đó đều được. Thì cái này mang đến sự tiện lợi cho chúng ta. Rồi. Cái thứ hai là bộ mic này mọi người, thì nó đã thu vào đây và có một cái bộ chỉnh như thế này. Rồi, và ở đây chúng ta có thể xem nha. Mic này chúng ta có thể cắm mic có dây mọi người nè. Cả mic có dây nè, hai chỗ mic có dây. Chỗ này là CH là chúng ta cắm nhạc cụ mọi người. Còn cái này là để truyền âm thanh ra bên ngoài. Thì mình đã kết nối. Đây mọi người, mình sẽ cắm thử vô cho mọi người xem nha. Đây là bộ này là loa UK Pro M6. Hồi bữa mình chơi nhạc cụ thì ai cũng khen cái này chơi nhạc cụ rất hay. Nhưng tiếng ca thì nó không được ổn cho những người không chuyên nghiệp hát đó. Đây mình cắm vào mọi người nè. Rồi, ở đây thì nó có cổng vào, đó là cổng line in, thì chúng ta có thể cắm một cái dây vào như thế này. Đó, rồi. Ở bộ mixer này thì nó có nè, red out là để truyền âm thanh ra ngoài nè mọi người. Thì mình sẽ cắm màu đỏ vào đỏ. Cắm màu trắng vào trắng. Rồi, khi nó bật lên mọi người. Bật lên thì đây. À, có một điều mình rất thích chỗ này, mình để cho mọi người xem nè, Bluetooth nha. Khi mình kết nối Bluetooth, ở đây nó giống cái đĩa mọi người xem cái đầu đĩa ngày xưa nè. Nó đứng im. Còn khi mình kết nối nè, mọi người xem Bluetooth của nó là BT36 nha. Khi mình mở nhạc, mình mở nhạc ở đây thì cái đĩa nó chạy nè, dễ thương lắm. Đó, tắt, mở thì... Bình thường thì chúng ta sẽ kết nối Bluetooth điện thoại với cái này. Nhưng mà hiện tại khi đã có bộ này thì tất cả mọi âm thanh từ điện thoại Bluetooth kết nối vào đây, hoặc là bộ micro không dây này hát vào đây, hoặc chúng ta muốn chơi đàn guitar để chúng ta cắm dắt cái đàn guitar để chúng ta cũng cắm ở đây luôn. Rồi micro có dây chúng ta muốn thì chúng ta cũng cắm ở đây luôn. Nghĩa là cái bộ mixer này nó sẽ xử lý tất cả mọi âm thanh. Sau đó cái loa của chúng ta chỉ là nơi nhận tín hiệu thôi. Nên là khi có bộ mixer này thì những cái đường line in của nó, micro có dây hoặc là cái này, nó vô tác dụng hết. Đó. Ok. Rồi chúng ta sẽ vào đây xem nha. Mình sẽ thử một cái âm thanh thực tế cho mọi người xem luôn. Đây, micro mọi người nè. Rồi ok, mình sẽ thử nha cho mọi người xem. Đây là micro không dây nha, nó sẽ có đây, mình cho mọi người xem được cái bộ micro này. Cái này là để nó set tần số nè. Rồi, hú rồi, ok. Nguyên nhân hú đó mọi người, đây mọi người có thể xem tới đây nè. Đó, mình để cái này là âm lượng của micro hết cỡ luôn nè, nó sẽ gây hú. Mình sẽ để bớt lại xíu. Đó, ok. Rồi mình cho mọi người xem bên trong nha. Đây là cái đuôi mic đó nè mọi người nè, cũng đẹp, bằng kim loại. Mà cái này thì rất nhiều người hỏi nên mình hôm nay mình cũng phải trả lời lại. Cái này nó không liên quan gì tới cái mic nó hay hay không, quan trọng là nó đẹp, nó cầm đầm tay chắc tay thôi nha. Không liên quan tới cái mic này có hay không, quan trọng là cái bộ xử lý bên trong đây. Ok, gắn vào đây nha. Rồi, nó có hai tần số UHF là 746. Đó, một cái là kênh A, một cái kênh B nha. Mình sẽ thử cho mọi người xem nè. Thử cho mọi người xem. Ta cái này đi. Rồi. Đây mọi người, đây là cái âm lượng micro nè. Tắt nè, này mình nhờ bạn quay xa đi. Rồi, để mình dạy cho mọi người dễ hiểu nha. Đây, mình đã tắt micro nè.
lượng lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuông là âm lượng micro nha, vô 6, 7. Khi mình nói là cái đèn này nó sẽ nháy sáng 1, 2, 3, 4, đó. Cái này là độ khuếch đại mọi người nè. Độ khuếch đại. Khuếch đại của bán chép này nè, khuếch đại của cái này. Cái này 2 á, HF, HF còn lại là 2. H là 2. Còn L là low, low là trầm. Này là tiếng trầm của mic, này là tiếng cao của mic. Ok, nguyên cái hàng này là của micro không dây nè. Và cái chỗ cắm ở đây, nếu chúng ta cắm micro có dây vào thì cái bộ này nó cũng chỉnh luôn mọi người nè. Mình sẽ thử micro có dây cho mọi người xem nha. Rồi, nhờ bạn quay xa ra. Alo. Alo, 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 sâu bay. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Ok, đây là micro có dây nhé. Đó, khi mình tắt cái này, ở đây nó có một cái nút mọi người nè. Cái nút này nếu mình tắt cái này thì nó sẽ không còn hiệu ứng nha, không còn tiếng vang, không còn delay, không còn nhại. Nó chỉ có bass chép thôi. Những cái này cái là nó có hiệu ứng, những cái này cái là tắt hiệu ứng nha. Rồi còn hàng này thì nó sẽ chỉnh cho cái mic cái 2 nè, mọi người nhìn nè. 1 2. Cái này cũng vậy. Nó chỉnh ở dưới nè, 1 2 chúng ta để ý nha. Còn CH34 là cái này là cổng của nhà cụ guitar organ thì chúng ta sẽ chỉnh đây, 34 ở đây nha, hàng này. Còn cái này là delay của cái micro. Cái này là tiếng rep, này là gọi là repeat. Đó, theo mình chỉnh thì mình thấy cỡ này mình chỉnh ok nè. Repeat này, còn delay này thì chúng ta dễ hát. Main out là cái âm lượng. Âm lượng của nguyên cái bộ này truyền ra âm thanh bên ngoài cái loa mọi người nhé. Truyền ra bằng cái dây này rồi nè. Đấy. Rồi còn cái này là headphone để chúng ta có thể đeo tai nghe vào. Cái cổng 3.5 này chúng ta cắm mic, cắm tai nghe có jack, chúng ta cắm vào để chúng ta nghe thử. Cái bộ micro G4 này nè mọi người. Cái bộ G4 này chuyên cho những người chuyên sử dụng livestream, sao cạc để livestream. Nhưng mà mình review rất là nhiều cái loa. Ví dụ như Q9S hoặc là M6, M8, những cái loa này nghe nhạc rất hay, nhưng mà nó hát karaoke thì cái mic vô nó rất tệ. Đó, nên là mình đi tìm rất là nhiều để làm sao để nghe nhạc cũng hay, nhưng mà lâu lâu chúng ta xách loa ra chúng ta ca thì cũng phải được yêu cầu chúng ta mong muốn. Nhưng một điều mình hoàn toàn không thích ở cái này mọi người nè, nó hơi bị rắc rối, nó hơi bị nhiều dây nè, đó đúng không? Đây là một cái dây sạc, đó nó quằn quằn như thế này. Cái dây này chúng ta cắm vào thì nó cũng hơi bị rối, nhìn nó không có được gọi là rất thẩm mỹ. Nhưng mà nếu ai thích sự chuyên nghiệp thì cái bộ này thì nó đẹp. Nhưng mà nếu chúng ta thích cái sự đơn giản gọn nhẹ thì cái này nó lại không đáp ứng được chúng ta điều đó. Thì mỗi cái nó có mỗi cái ưu, mỗi cái nhược điểm của nó nha. Rồi, ví dụ mọi người nha, cái cổng ra của nó là cổng này. Nhưng mà đối với một cái loa nào đó nó không có cổng nhận âm thanh là cổng bông sen, là cổng trắng đỏ. Nó chỉ có là cổng 3.5 giống như cái lỗ tai nghe của chúng ta thôi. Thì chúng ta mua một cái dây như sau. Một đầu là trắng đỏ, còn đầu còn lại đó là 3.5. Thì chúng ta truyền cái cổng, cắm cổng 3.5 vào cái loa. Ví dụ như loa CS450 đi, thì chúng ta ở đây là cổng trắng đỏ cắm vào đây, ở đây là cổng 3.5, chúng ta cắm vào cái cổng của cái dòng loa line in của loa CS450 của hãng nó đi. Ví dụ như vậy. Bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người nghe cái âm thanh. Quan trọng nhất vẫn là cái âm thanh nó ra như thế nào nhé. Rồi, nó vẫn phụ thuộc một phần vào cái loa này nữa mọi người nha. Nhưng mà bộ mic này nó sẽ cho ra âm thanh như thế nào. 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người thử thử tới đây nha, mọi người xem đấy nha. Này, echo này, repeat này. Remix để khoảng 70, delay khoảng 24. 6, 7, 8, 9, 10. Cái này là cái chép này. 6, 6, 6. Tiếng nó chìm lắm mọi người. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi thử nha. 6, 7, 8, 9, 10. Vô, rồi. 1, 2. Mình sẽ thử ca cho mình nghe thử một bài Sợ Yêu. Rồi, 6, 7, 8, 9, 10. Cảm giác trong em lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng. Dù có đôi khi tình yêu đã đến rung động.
Giờ những đôi tay vẫn đờ, giờ những đang nghe dài khờ, rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Thật khó để em chấp nhận và xóa đi bao ngại ngần, dù có đôi khi tình yêu đã đến thật gần. Sợ những yêu thương trong ta, sợ có dây ta vội vàng, rồi ngày mai lại tránh nhau phố phàng. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều, mình không nhận ra những điều, và còn tìm đôi khi quá yêu nên làm mờ đi lý trí. Sợ sợ người ta thấy em thương ai nên mới quay lại. Hay. Chúng ta đã có hai cách để chúng ta hát. Một, tăng âm lượng cao lên để cái mic xa ra. Thật khó để em chấp nhận. Để mic xa ra mình hát, mình để âm lượng lên nè. Âm lượng vô là khoảng 65. Man out này là âm lượng tổng mọi người nha, là khoảng 75 đó. Còn nếu mình muốn hát để cái mic gần lại 67, mình để sát lại, để sát lại, nhưng mà mình để âm lượng mic khoảng 40 thôi. Rồi thử nha, mình để cái mic sát lại để mình hát giống kiểu ca sĩ, nhưng mà mình không phải ca sĩ, hát kiểu vậy. Thật khó để em chấp nhận và xóa đi bao ngày. Tắt hiệu ứng luôn. Dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần, sợ những yêu thương trong ta, sợ những đam mê vội vàng. Ok, đó là những cái cách để chúng ta sử dụng cái bộ mic này đó. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người thấy video hay, có những thắc mắc gì có thể bình luận bên dưới nha. Nếu mọi người thích video có thể nhấn một like ủng hộ Gula nhé. Mọi người muốn test những cái loa hoặc những bộ mixer như thế này có thể đến trực tiếp địa chỉ của Gula là số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người lên Google Maps, mọi người gọi là Gu dấu cách loa, mọi người sẽ đến được nhé. Xin ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.